Mình vừa setup xong một chiếc màn hình 24 inch và phải nói là từ rất lâu rồi, từ rất là lâu rồi mình mới có cái cảm giác được dùng lại một chiếc màn hình 24 inch Full HD. Và chiếc màn hình ngày hôm nay thì là một màn hình của thương hiệu LG. Thì cái màn hình này nó có cái gì đặc biệt, nó có cái gì hay, có cái gì thú vị và tại sao nó lại khơi gợi cho mình mấy cảm xúc thú vị như thế, thì hãy cùng vào video ngày hôm nay nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Minh, một reviewer của cộng đồng Việt Nam Gaming Setup. Và ngày hôm nay thì nhân vật chính của chúng ta đang ở ngay bên cạnh mình, một chiếc màn hình LG với tên mã là LG24GN65R. Và rất là cảm ơn LG Việt Nam đã cho mình mượn chiếc màn hình này trong một thời gian vừa qua để mình trải nghiệm và mình lên được video này. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau nói về chiếc màn hình này nhé. Thì như các bạn đã xem một vài hình ảnh mình show ở đầu video thì các bạn có thấy cái màn hình này nó quen không? Thực ra thì nó rất là quen bởi vì thứ nhất là nó nằm trong cái dòng Ultra Gear của LG và thứ hai là trước đây mình đã từng có cơ hội được sử dụng và trải nghiệm chiếc màn hình LG 27GP95R và nhất là hai cái màn hình này về màn hình nó giống nhau chắc phải đến 90%, nó hoàn toàn giống nhau, chỉ trừ một vài cổng kết nối nó ít hơn rồi một vài những cái thay đổi nhỏ nhỏ về thiết kế chi xíu thôi. Còn về tổng thể về cơ bản thì mình thấy hai màn hình này nó như kiểu là cái màn hình 24 inch này nó kiểu đa scale, tức là nó một bản thu nhỏ của màn hình kia, nên là về mặt cảm quan của mình thấy nó rất là thân thuộc, thì nó rất là dễ nhìn, mọi thứ nó vẫn rất đẹp như vậy đó. Thì đấy là cái tổng quan đầu tiên của mình về cái ngoại hình. Thì chúng ta sẽ có gì ở phần màn trước? Màn trước thì vẫn là một cái màn hình 24 inch tấm nền IPS như mình đã giới thiệu đầu video rồi, 144Hz tấm nền IPS này, 1mm GTG, rồi rất là nhiều những công nghệ bên trong nữa. Và tiếp theo ở cạnh trên và hai cạnh bên thì nó vẫn là một cái viền tương đối là mỏng. Cá nhân mình thì thấy ổn với cái kiểu viền màn hình này. Ổn tức là sao? Tức là bởi vì khi mà mình tắt máy đi ấy, thì nó đen hoàn toàn thì nó không nhìn thấy cái viền màn hình của nó. Nhưng mà khi bật máy lên thì cái độ dày của viền hình nó vẫn tương đối là dày với mình như thế. Nhưng mà không sao, thực ra đây là một cái dòng nó tương đối là chi phí nó tương đối phải chăng, nên là chúng ta không quá đòi hỏi những cái gì nó xịn sò quá. Ok. Tiếp theo ở phần cạnh dưới thì vẫn là một cái phần nó dày hơn so với ba cạnh trên và sẽ có logo LG. Phía bên dưới này thì chúng ta sẽ có một cái thanh điều hướng để sử dụng cái menu của chúng ta thôi. Đi đến cái phần chân đế nhá, chân đế thì nó ít như cái màn hình 27GP95R mà mình đã từng sử dụng rồi, vẫn là dạng chân đế hình chữ V và phần cái phần trụ đỡ này nó vẫn là kiểu có một tức là thiết kế nó gần như là giống như hoàn toàn, nó vẫn có một cái chỗ để mình luồn dây, nó không phải là kiểu giấu dây bên trong thân bên trong cái chân đế như nhiều những cái hãng mình khác, mà nó chỉ là đơn giản là kiểu cuốn dây trong cái một phần thiết kế ở phần đằng sau này thôi, nó không có gì gọi là khác nhau giữa hai cái màn hình. Toàn bộ cái phần vật liệu của nó tất cả thì đều là bằng nhựa, nó không có một cái phần nào là bằng kim loại, nhưng mà tất nhiên nó vẫn toát ra một cái gì đó rất là cao cấp, rất là xịn sò, bởi vì nó nằm trong cái dòng Ultra Gear của LG, cái đấy thì rất là nổi tiếng rồi đúng không? Tất cả đều là nhựa sần nhá. Đấy, sần này. À, ok. Đi phần mặt sau thì các bạn có thể thấy chúng ta sẽ có một cái thiết kế quá là quen thuộc rồi, mình đã nói rất là nhiều từ này từ đầu video đúng không? Nó vẫn là một cái vòng để thoát nhiệt, tản nhiệt và được thiết kế rất là cầu kỳ với một cái màu tông chủ đạo là màu đỏ nằm trên cái nền đen logo của dòng Ultra Gear. Về cổng kết nối thì cái màn hình này chúng ta chỉ có hai cổng kết nối mà thôi, đó là một cổng DisplayPort và một cổng HDMI. Ngoài ra thì thêm một cổng nguồn và sẽ có một cái jack 3.5 để cắm tai nghe. Thế thôi, nó rất đơn giản. Và một điều nữa về mặt sau của màn hình này là nó có thể giúp chúng ta gắn được những cái màn hình rất là ok, rất là dễ dàng luôn. Đó. Tổng quan về ngoại hình thì theo quan điểm cá nhân của mình, bởi vì nó nằm trong cái dòng Ultra Gear và với cái mức giá loanh quanh từ 3 triệu mấy đến 4 triệu mấy chẳng hạn thì
Đây vẫn là một cái chiếc màn hình rất là đẹp, nó rất là đẹp. Nếu bạn nào mà đang có ý định sở hữu chiếc màn hình này thì mình tin là các bạn sẽ cực kỳ hài lòng với cái độ hoàn thiện, với cái tổng quan đẹp xung quanh của nó. Nó nói chung là nó mang được cái hơi hướng rất là đồng bộ giữa các cái màn hình Ultra Gear của LG. Nên là mình tin, bản thân mình tin là bạn nào mà sở hữu màn hình này thì đều rất là ok, rất hài lòng với cái độ đẹp, với cái ngoại hình của nó. Đảm bảo luôn. Về trải nghiệm thực tế thì thật là chiếc màn hình này cho mình rất là nhiều bất ngờ. Và nó thật là lâu lắm rồi mình mới sử dụng một chiếc màn hình 24 inch mà Full HD mà lại còn tấm nền IPS, kiểu như có công việc, cũng là do cái yêu cầu công việc mà hiện tại bây giờ mình đang chủ yếu ở nhà và ở công ty đều là dùng những chiếc màn 27 inch 4K. Nên là khi mà quay lại sử dụng chiếc 24 inch Full HD thì mình có một chút gì đấy sao nào, kiểu lấn cấn ấy. Kiểu mình không biết là mình có quen, mình có hợp lại kiểu đấy không. Phải đến mấy năm rồi mình không sử dụng kiểu màn hình này. Thì nói thật là mình bị bất ngờ ấy, mình không nghĩ là cái giai đoạn thời điểm này những cái màn hình 24 inch Full HD kiểu như màn hình LG mà họ cung cấp như này nó lại kiểu đỉnh như thế, nó lại kiểu đẹp đến mức như thế. Tức là sao nhỉ? Tức là hồi xưa ấy, khi mà mình sử dụng những cái màn hình 24 inch mà kiểu Full HD dành cho chuyên đồ họa ấy, bởi vì công việc của mình nó chuyên là kiểu đồ họa về hình ảnh các thứ ấy, thì cũng hay, nó cũng đẹp, màu sắc các thứ nó cũng sâu. Nhưng mà nếu mà để nói là mình cảm thấy ưng với chiếc màn hình kiểu này hay không ấy, thì mình cảm thấy nó chỉ khoảng tầm từ 6 đến 7 trên 10 thôi. Bởi vì nó chỉ đẹp ở một cái mức độ nào đấy nó vừa phải, tức là nó vẫn có độ rỗ, nó vẫn có những cái độ loang màu mà mình không thể đáp ứng được những cái gì mà một cái designer, một nhà làm phim, một nhà làm ảnh như mình vẫn hay yêu cầu. Thì khi mình dùng cái màn hình LG 24 này, Full HD rồi IPS rồi 144Hz, 1 giây gì đấy, rất là nhiều thông số hay ho xịn sò, mình vẫn có cảm thấy đỉnh, mình vẫn cảm thấy kiểu cái gì nó rất là mới. Nếu như mà không nói đây là màn hình 24 inch Full HD thì mình nghĩ là mình sẽ nhầm tưởng đây là nó sẽ có một cái phân giải nó cao hơn đấy, kiểu phải kiểu 2K, kiểu 2560 gì đấy. Nhưng mình không nghĩ là nó lại đẹp đến mức như này, rất là đỉnh luôn. Cái mặc dù nó không phải là Nano IPS, mặc dù nó không phải là OLED, thế nhưng mà cái độ đẹp nó mang lại cho mình nó vẫn rất là hài hòa, vẫn rất là ok. Nếu mà cảm quan cá nhân của mình đánh giá về cái tấm nền này, về độ màu sắc, về mọi thứ ở trên màn hình này qua cái thời gian mình trải nghiệm vừa rồi, mình sẽ cho nó khoảng tầm 8 đến 8 rưỡi trên 10 đi. Cái độ hiển thị ấy, đẹp đấy, thật sự là đẹp, đáng giá. Bởi vì so với cái tầm tiền mà từ loanh quanh 4 triệu thì với mình đây là một cái deal cực kỳ ngon, cực kỳ ngon. Ngày xưa với cái mức giá như thế, mình mua những chiếc màn hình 24 mà kiểu Full HD thì mình chỉ nhận được những chiếc màn hình mà như mình vừa mới kể thôi. Còn bây giờ tầm đấy tiền, chúng ta ngoài cái màn hình có 24 inch Full HD thì chúng ta sẽ có thêm 144Hz rồi 1 mini dây, rất là nhiều những thứ xịn sò khác đi kèm. Nên là vừa chơi game được, vừa làm việc được, vừa xem phim ảnh, vừa mọi thứ được. Thì với mức giá như thế thì với mình nó là quá hời. Nên là cảm quan của mình trong quá trình sử dụng, mình không biết phải chê gì. Thật nghiêm túc luôn, mình không biết phải chê gì khi mà mình trải nghiệm cái màn hình này. Mình đã lấn cấn, mình đã lăn tăn, nhưng tất cả đều tan biến khi mà mình mở hộp và mình sử dụng nó. Nếu bạn nào mà có đang suy nghĩ là mình tâng bốc hay là kiểu gì đấy nói quá để cho hãng này hãng kia, thì mình khẳng định là mình không hề nói quá cái gì cả đâu. Nếu bạn nào chưa tin thì hãy cứ ra bất cứ một store nào bảo các bạn tư vấn cho trải nghiệm thử màn hình này, thì mình tin là các bạn sẽ có một cái quan điểm rất là khác với một màn hình 24 inch mà chỉ có Full HD mà thôi. Mức giá lại cực kỳ phải chăng. Đáng mà, quá xứng đáng luôn. Một trong những điều mình thích nữa ở chiếc màn hình này đó chính là cái độ linh hoạt của nó khi mà sử dụng. Nó không chỉ cho chúng ta lên xuống, xoay ngang, xoay trái, xoay phải, mà nó có thể xoay dọc. Và như mình đang setup ở đây là mình đang cho nó thành một cái màn hình phụ xoay dọc. Và như bạn nào đã biết mà đang sử dụng thì với một cái màn xoay dọc ấy, chúng ta nên sử dụng khoảng tầm 24 inch là vừa phải. 27 inch thực ra cũng được nhưng mà nó hơi to, và mình đã từng sử dụng 27 inch mà xoay dọc rồi, nó mỏi cổ lắm, mỏi cổ dã man luôn. Thì với cái chiếc màn hình này 24 inch xoay dọc mà mình đang sử dụng, nó mua thành một cái màn hình phụ rất là ngon, rất là xịn, và mình thấy cực kỳ hài lòng. Mình thích cái màn hình hay phết. Với mức giá như thế nó linh hoạt và nó có nhiều những cái tính năng hay ho xịn sò, nó cũng đỉnh ấy. Thì mình cũng đang cân nhắc là review xong mình back lại cho LG thì hay là mình mua thêm một cái như này để mình phụ trông cũng hay mà, trông cũng gọn đúng không? Tổng kết lại thì theo mình, chiếc màn hình LG 24GN65R này là một khoản đầu tư rất là giá trị. So giá tiền trên tính năng nhá, thì
mình thấy là nó đáp ứng được tất cả những cái gì mà đa số người dùng đều có thể yêu cầu, đều có thể mong muốn. Với một mức giá như thế mà các bạn đã có được rất là nhiều những cái công nghệ, và đặc biệt là những cái sản phẩm từ LG thì nó luôn chất lượng và nó luôn đạt được những cái tiêu chuẩn rất là cao rồi, đúng không? Thế nên là với kinh nghiệm của mình, với quan điểm của mình, quan điểm cá nhân của mình đánh giá sử dụng rất là nhiều màn hình của LG và các hãng khác nhau rồi, thì với cái deal này, với cái giá này, với cái tính năng này, nó cực kỳ hời, cực kỳ ngon. Và mình đảm bảo luôn, bạn nào mà đang có tầm tài chính từ 3 đến 4 triệu đang cân nhắc mua một chiếc màn hình dành cho beginner, dành cho những cái nhu cầu mà vừa làm vừa chơi mà nó không quá là cầu kỳ, không quá là chuyên nghiệp, không quá là cao cấp, thì hãy cân nhắc đến chiếc LG 24GN65R này. Các bạn thấy sao với video ngày hôm nay và thấy sao với màn hình LG 24GN65R này thì hãy comment ở phần bên dưới. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video cùng với mình. Hẹn gặp lại trong những video tới.